Xin chào các em học sinh lớp 12. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ giới thiệu tới các em loại bài toán tìm điểm thỏa mãn một điều kiện minmax. Tìm điểm M thỏa mãn điều kiện minmax. Các em xét bài toán số 1. M là điểm thuộc đường thẳng delta. Với bài toán đơn giản nhất, tìm điểm M thuộc delta sao cho MA nhỏ nhất. Đây là đường thẳng delta, đây là điểm A. Tìm điểm M trên delta sao cho MA nhỏ nhất. Bài toán này thì quá đơn giản với các em, bởi vì M chính là hình chiếu của A trên đường thẳng delta. MA thì luôn lớn hơn bằng M0A. Như vậy MA nhỏ nhất bằng M0A khi M0 là hình chiếu của A trên delta. Đấy là cách suy luận số 1 theo quan điểm hình học. Tuy nhiên, với những cái bài toán cụ thể M nằm trên đường thẳng, ngoài cách suy luận hình học này, các em còn có hướng suy luận số 2. Đó là cách suy luận giải tích. Cách làm theo giải tích, tức là các em sẽ cụ thể hóa điểm M. Một ẩn T. Sau đó các em lập cái biểu thức MA. Rồi tìm T sao cho MA nhỏ nhất. Phải vào bài cụ thể. Ví dụ cho đường thẳng delta x bằng T, y bằng 1 cộng T, z bằng trừ T. Điểm A tọa độ 0, 1, 2. Tìm điểm M thuộc delta sao cho MA nhỏ nhất. Với cách xử lý số 1 thì các em sẽ dễ dàng tìm được. Cách xử lý số 2, thầy trình bày theo hướng giải tích. Điểm M thuộc đường thẳng delta nên M có tọa độ T 1 cộng T trừ T thuộc delta. Sau đó các em thiết lập biểu thức MA. MA sẽ bằng căn bậc 2 của T bình phương cộng T bình phương cộng trừ T trừ 2 tất cả bình phương bằng căn bậc 2 của 3T bình phương cộng 4T cộng 4. Và các em tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức này. Em có thể cấu tạo bình phương đủ hoặc dùng phương pháp khảo sát. Hoặc có thể các em dùng máy tính. Như vậy GT đạt giá trị nhỏ nhất khi T bằng trừ 2 phần 3. Khi đó các em có điểm M trừ 2 phần 3, 1 phần 3, 2 phần 3. Như vậy với cái bài toán tìm điểm M trên đường thẳng delta mà có một dữ kiện biến thiên yêu cầu lớn nhất nhỏ nhất thì các em có hai hướng xử lý. Một là các em xử lý theo hình học. Xử lý theo hình học. Hai là các em xử lý theo phương pháp giải tích. Bây giờ thầy thay đổi dữ kiện. Không phải một đối tượng thay đổi nữa, mà có thể là hai đối tượng. Các em nghiên cứu ví dụ số 2. Tìm điểm M thuộc delta x cộng 1 trên 2 bằng y trừ 1 trên trừ 1 bằng z trên 2.
sao cho chu vi tam giác ABM nhỏ nhất. Biết điểm A tọa độ 150, điểm B tọa độ 336. Thì với bài toán này, chu vi tam giác ABC đã có sự biến thiên của hai đại lượng chu vi tam giác MAB. Chu vi thì chính là AB cộng MA cộng MB. Thì đến đây có hai đại lượng thay đổi là đại lượng MA và đại lượng MB. Như vậy chu vi này nhỏ nhất khi MA cộng MB nhỏ nhất do AB là không đổi. Thầy ký hiệu cái này là 2P. 2P nhỏ nhất khi chỉ khi MA cộng MB nhỏ nhất. Và với bài toán trong hình học phẳng thì việc xử lý MA cộng MB nhỏ nhất sẽ rất đơn giản. Tuy nhiên đây là bài toán trong không gian thì vị trí của AB có thể nó không phải đồng phẳng so với delta, nó có thể chéo so với delta. Thì nếu chúng ta xử lý theo hình học thì bài toán này khá phức tạp. Tuy nhiên do M nằm trên đường thẳng delta nên bài này chúng ta làm theo hướng giải tích thì sẽ thuận lợi hơn. Điểm M thuộc delta nên các em đặt M tọa độ trừ 1 cộng 2T, 1 trừ T và 2T. Khi đó chúng ta có MA sẽ bằng căn bậc 2 của 2T trừ 2 tất cả bình phương cộng với trừ T trừ 4 tất cả bình phương cộng với 2T tất cả bình phương. MB sẽ bằng căn bậc 2 của 2T trừ 4 tất cả bình phương cộng với trừ T trừ 2 tất cả bình phương cộng 2T trừ 6 tất cả bình phương. Và đến đây chúng ta xử lý thuần túy bằng giải tích. MA cộng MB sẽ chỉ còn là một biểu thức chưa biến T. 2T là 4T bình, 5T bình này, 5T bình, 4T bình nữa là 9T bình này. Trừ 8 này, cộng 8 hết này, không còn T này, 4 này, 16 này là 20. 4 này, 4 là 8 này, 8 với 1 là 9 này. 2 lần tích là trừ 16T này, trừ 16 cộng với 4 là trừ 12, trừ 12 trừ 24, trừ 36T, cộng 16 cộng 4 là 20, 20 cộng với 36 là 56. Em kiểm tra lại chỗ này nhé. Đến đây tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức này thì các em sử dụng phương pháp khảo sát hàm số, hoặc tốt nhất là chúng ta nếu đối với bài toán thi trắc nghiệm các em tốt nhất sẽ sử dụng máy tính với phương pháp thầy bổ dùng tab, và các em sử dụng máy tính thì các em sẽ tìm được giá trị nhỏ nhất của MA cộng MB sẽ ứng với T bằng 1, và khi đó điểm M sẽ có tọa độ là 102. Các em dùng máy tính để kiểm tra điều này. Như vậy, chốt lại, các bài toán tìm điểm M trên đường thẳng sao cho một biểu thức nào đó đạt giá trị lớn nhất, nhỏ nhất, thì cách xử lý tổng quát nhất là các em gọi điểm M một ẩn T, sau đó thiết lập biểu thức đó, và thiết lập xong thì các em đi khảo sát hoặc sử dụng máy tính để làm. Như vậy, cách tổng quát cho loại bài toán tìm M trên đường thẳng đó là gọi điểm M một ẩn T. Mời các em chuyển sang dạng bài toán số 2, tìm điểm M trên mặt phẳng. Điểm M thuộc mặt phẳng P thì đối với bài toán này thì chúng ta nghiên cứu hai bài toán quen thuộc trước. Bài toán thứ nhất, MA cộng MB
đạt giá trị nhỏ nhất. Bài bài toán quen thuộc số 2 này. Trị tuyệt đối MA trừ MB đạt giá trị lớn nhất. Ở bài toán số 1, MA cộng MB đạt giá trị nhỏ nhất thì các em xét hai trường hợp của AB. Nếu A và B khác phía với mặt phẳng P thì điểm M chính là giao điểm của AB với mặt phẳng P. Ở đây các em dùng tính chất tổng hai cạnh của một tam giác. Lời giải câu A, các em dùng tính chất tổng hai cạnh của tam giác hoặc tính chất đường gấp khúc. Nếu AB khác phía P thì có MA cộng MB luôn lớn hơn bằng AB. MA cộng AB lớn bằng AB, tổng hai cạnh lớn hơn cạnh còn lại. Dấu bằng xảy ra khi M trùng với M0 là giao điểm của AB với mặt phẳng P. Như vậy giá trị nhỏ nhất đạt được khi M trùng M0. Giá trị nhỏ nhất của MA cộng MB đạt được khi M là giao điểm của AB và mặt phẳng P. Trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, nếu AB cùng phía mặt phẳng P AB cùng phía mặt phẳng P thì lúc đó các em chỉ cần lấy điểm A phẩy đối xứng với điểm A qua mặt phẳng P. Thì lúc này mặt phẳng P là mặt phẳng trung trực của A, A phẩy. Khi đó mọi điểm M trên P thì đều có MA bằng MA phẩy. Như vậy tổng MA cộng MB sẽ chuyển thành MA phẩy cộng MB. Và cái này sẽ lớn hơn bằng BA phẩy. Dấu bằng xảy ra khi M là giao của BA phẩy với mặt phẳng P. Như vậy nếu AB cùng phía mặt phẳng P thì đáp số điểm M chính là giao của BA phẩy với mặt phẳng P. Thế việc kiểm tra hai điểm AB cùng phía hay khác phía với mặt phẳng P thì các em chỉ cần thay tọa độ AB vào vế trái của phương trình P. Nếu được kết quả cùng dấu thì AB cùng phía mặt phẳng P. Được kết quả trái dấu thì AB khác phía mặt phẳng P. Thì tí thầy sẽ vào ví dụ cụ thể để các em dễ hình dung. Đối với câu B, trị tuyệt đối MA trừ MB lớn nhất thì cái này các em cũng xét hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu AB cùng phía mặt phẳng P thì các em sử dụng tính chất hiệu hai cạnh của tam giác. MA trừ MB là hiệu hai cạnh của tam giác thì bé hơn cạnh còn lại, bé bằng AB và đạt bằng khi M này trùng với M0. Dấu bằng xảy ra khi M trùng với M0 là giao điểm của AB với mặt phẳng P. Như vậy giá trị lớn nhất của trị tuyệt đối MA trừ MB đạt được khi M là giao điểm AB và P.
đạt được khi M là giao điểm của AB với mặt phẳng P. Đó là trường hợp AB cùng phía. Đối với trường hợp AB khác phía, AB khác phía với mặt phẳng P thì lúc đó các em lấy điểm A phẩy đối xứng với A qua mặt phẳng P thì lúc đó ta sẽ có MA bằng MA phẩy. A phẩy đối xứng với A qua P. MA lúc đó sẽ bằng MA phẩy. Và trị tuyệt đối MA trừ MB bằng trị tuyệt đối MA phẩy trừ MB. Và cái này bén bằng A phẩy B. Đặt bằng khi. Dấu bằng xảy ra khi M là giao điểm của A phẩy B và mặt phẳng P. Như vậy khi gặp bài toán này, việc đầu tiên các em phải làm đó là bước 1 các em phải làm đó là kiểm tra xem AB cùng phía hay khác phía với P. Ví dụ điểm A tọa độ, điểm B tọa độ, mặt phẳng P tọa độ, mặt phẳng P có phương trình. Các em thử tọa độ điểm A nhé. Thay tọa độ của A vào vế trái của P, các em được 2 nhân 1 trừ 2 cộng 3 nhân trừ 1 trừ 1, được kết quả là trừ 4 âm. Thay tọa độ điểm B, các em được 2 nhân 2 trừ 3 cộng 0 trừ 1. Bài này hơi đặc biệt đi, các em sửa lại chỗ điểm B này cho thầy là 6. 2, 3, 6. Các em thay tọa độ điểm B này, 2 nhân 2 trừ 3 cộng 3 nhân 6 trừ 1 bằng 18 dương. Như vậy hai kết quả này trái dấu, do đó AB khác phía mặt phẳng P. Còn nếu có một điểm C, điểm C tọa độ trừ 2, 1, trừ 3, thì các em thay tọa độ điểm C vào bên trái ta được trừ 4, trừ 1, trừ 9, trừ 1 bằng trừ 15 âm. Thì các em so sánh AC thì được hai kết quả khi thay vào cùng âm, thì AC cùng phía mặt phẳng P. Đấy là bước 1. Sau khi có bước 1 xong thì các em thực hiện bước số 2. Đối với bài toán MA cộng MB nhỏ nhất, thì nếu như MA cộng MB nhỏ nhất, nếu như AB khác phía thì chúng ta viết phương trình AB rồi tìm M0. Còn đối với bài toán AB cùng phía thì lúc đấy các em đi tìm A phẩy trước rồi viết phương trình BA phẩy rồi tìm M0. Rồi thực hiện bước số 2. Để nghiên cứu một số ví dụ đơn giản trước nhé. Ví dụ cho điểm A tọa độ 6, 3, 2. Điểm B tọa độ 2, 1, 6. Tìm M thuộc mặt phẳng OXY sao cho MA cộng MB nhỏ nhất. M thuộc mặt phẳng OXY sao cho MA cộng MB nhỏ nhất. Bước 1, em kiểm tra vị trí của AB
với mặt phẳng P. Mặt phẳng OXY, nếu các em kiểm tra thì có thể kiểm tra cao độ của AB. Còn nếu không hình dung được hình thì các em có thể viết phương trình mặt phẳng OXY chính là mặt phẳng của phương trình Z bằng 0. Kiểm tra tọa độ điểm A, thay tọa độ A này, 6, 3, 2, như vậy 2 thay vào đây, được kết quả dương. Thay tọa độ B này, 2, trừ 1, 6, thay 6 vào đây, được kết quả dương. Như vậy AB cùng phía mặt phẳng OXY. AB cùng phía mà MA cộng MB nhỏ nhất. Như vậy các em phải đi tìm điểm A phẩy. A phải đối xứng A qua mặt phẳng OXY. Đối xứng qua OXY thì hoành độ và tung độ giữ nguyên, cao độ đổi dấu. Như vậy A phải tọa độ 6, 3, trừ 2 giữ nguyên, cái này đổi dấu. Sau khi có A phải rồi, các em viết phương trình BA phải. Viết phương trình BA phải. Vector BA phải tọa độ 4, 4, trừ 8. Như vậy vector chỉ phương, em chọn cùng phương là 1, 1, trừ 2. Phương trình BA phải x bằng 6 cộng t, y bằng 3 cộng t, z bằng trừ 2 trừ 2t. Ở tìm giao của BA phải với mặt phẳng OXY thì chúng ta xét hệ x bằng 6 cộng t trừ 2 trừ 2t. Mặt phẳng OXY có phương trình là z bằng 0. Từ z bằng 0 này các em sẽ suy ra trừ 2 trừ 2t bằng 0. Từ đây có t bằng trừ 1. T bằng trừ 1, khi đó các em sẽ tìm ra được x bằng 5, y bằng 2, z bằng 0. Và đáp số điểm M là 5, 2, 0. Mời các em đón xem tiếp ví dụ số 2. Tìm điểm M thuộc mặt phẳng OXY sao cho độ dài vector MA cộng vector MB nhỏ nhất. Trong đó điểm A tọa độ 3, 5, trừ 1. Điểm B tọa độ 1, 1, 3. Bài toán này không còn là tổng của hai đoạn thẳng nữa, do đó chúng ta không thể áp dụng tổng hai cạnh lớn hơn bằng một cạnh. Ở đây người ta cho dưới dạng dữ kiện hai đối tượng biến thiên mà ở dạng vector, thì các em nên chuyển nhiều vector về một vector. Phương pháp chung: chuyển nhiều đại lượng biến thiên về ít đại lượng biến thiên, phải cụ thể là về được một đại lượng biến thiên là tốt nhất. Ở đây có hai đại lượng biến thiên là vector MA biến thiên, vector MB biến thiên. Vì M biến thiên lên vector MA biến thiên và vector MB biến thiên. Bây giờ các em chuyển hai cái vector biến thiên này về một vector biến thiên. Thì như vậy bài này chuyển hợp lý nhất là các em chèn điểm Y là trung điểm của AB vào. Gọi Y là trung điểm AB. Thì Y này cố định và cụ thể hóa được luôn. Tọa độ 2,
3, 1. Khi đó, độ dài vector MA cộng vector MB, các em sẽ chèn điểm Y vào thì nó sẽ thành MA cộng IA, xin lỗi, MI cộng IA cộng MI cộng IB. IA cộng IB sẽ bằng vector 0 vì Y là trung điểm của AB. Như vậy, hai cái biến thiên này chỉ còn lại một cái biến thiên. Hai biến thiên chỉ còn lại một biến thiên. Và cái này đặt giá trị nhỏ nhất thì bài toán quen thuộc, khi chỉ khi M trên mặt phẳng OXY sao cho MI nhỏ nhất, trong đó điểm Y đã biết. Như vậy M sẽ là hình chiếu của Y trên mặt phẳng OXY. M là hình chiếu của Y trên mặt phẳng OXY. Như vậy điểm M ở đây sẽ có tọa độ 2, 3, 0. M tọa độ 2, 3, 0. Tương tự bài toán 2, người ta có thể phát triển mở rộng bài toán này. Phát triển mở rộng bài toán này. Tìm điểm M thuộc mặt phẳng P sao cho độ dài vector MA cộng vector MB cộng 3 lần vector MC nhỏ nhất. Trong đó ABC đã cho. ABC đã cho. Đây cũng thuộc loại bài toán có nhiều đại lượng biến thiên. MA, MB, MC này các đại lượng biến thiên. Thì các em sẽ biến nó thành một đại lượng biến thiên. Một đại lượng biến thiên cụ thể ở đây là các em sẽ chèn cái điểm Y vào. Gọi điểm Y tọa độ ABC thỏa mãn. Vector IA cộng vector IB cộng 3 lần vector IC bằng vector 0. Điểm Y này chắc chắn sẽ tìm được. Vì điểm A biết, điểm B biết, điểm C biết. Khi đó sẽ tìm được, chắc chắn tìm được điểm Y. Tìm xong điểm Y thì ta có cái biểu thức P ở trên sẽ được viết lại thành MI vector cộng vector IA cộng MI vector cộng vector IB cộng 3 lần MI cộng 3 lần vector IC. Thì khi đó ta có một cái cụm này. Vector IA cộng IB cộng 3 IC sẽ bằng vector 0. Như vậy, 3 đại lượng biến thiên nay chỉ còn 1 đại lượng MI. Chỗ này sẽ là 5 lần MI. Và cái này nhỏ nhất khi M là hình chiếu của Y trên P. Đó, bài toán này thì có thể khai thác mở rộng rất nhiều hướng khác nhau. Có thể này, tìm M trên P thỏa mãn biểu thức F bằng MA trừ 2 MB cộng 3 MC cộng 5 MD nhỏ nhất. Với ABCD đã cho thì cách xử lý giống như trên thôi. Các em sẽ chọn điểm Y thỏa mãn vector IA trừ 2 vector IB cộng 3 vector IC cộng 5 vector ID bằng vector 0. Sau khi có được điểm Y như vậy thì các em sẽ biến 4 đại lượng biến thiên về 1 đại lượng biến thiên là MI. Bài toán trở thành đơn giản. Tương tự như vậy, người ra đề có thể khai thác dưới dạng sau đây. Các em theo dõi tiếp. Ở ví dụ số 3, tìm điểm M trên mặt phẳng P
sao cho MA bình phương cộng 2MB bình phương cộng 3MC bình phương nhỏ nhất. Trong đó điểm A tọa độ 1, 2, 3. Điểm B tọa độ 0, 1, 1. Điểm C tọa độ 1, 0, 2. Và phương pháp vẫn giống như trên. Nhiều đại lượng biến thiên thì chúng ta co lại thành ít đại lượng biến thiên. Cụ thể ở đây đang có 3 đại lượng biến thiên thì các em sẽ co lại còn một đại lượng biến thiên. Và kỹ thuật ở đây giống như bài vector, các em hiểu cái biểu thức F này. Dưới dạng vector thì F này sẽ bằng vector MA bình phương cộng 2 lần bình phương vô hướng vector MB, 3 lần bình phương vô hướng vector MC. Và cái điểm Y các em chọn giống như trên. Thỏa mãn vector IA bằng vector 0. Cái này chắc chắn sẽ tìm được điểm Y. Và cụ thể bài này các em sẽ tìm là Y bằng 2/3. 2/3 và trừ 1/6. Thì đó F, chúng ta sẽ chèn điểm Y vào. MI cộng IA bình phương vô hướng 2MI cộng IB bình phương vô hướng 3 lần MI cộng IC bình phương vô hướng. Và tung nó ra các em sẽ được MI bình cộng IA bình và chúng ta sẽ được 1MI, 2MI, 3MI, 6MI bình cộng IA bình cộng 2IB bình cộng 3IC bình. Cái này không đổi này. Nhóm 2MI ra. Bên trong có vector IA cộng 2 lần vector IB cộng 3 lần vector IC. Cái đại lượng này là vector 0, như vậy cả cái đống này sẽ bằng số 0. Như vậy F từ 3 đại lượng biến thiên nay chuyển về còn một đại lượng biến thiên. F nhỏ nhất khi chỉ khi MI nhỏ nhất. Tương đương với M là hình chiếu của I trên P. Và các em sẽ tìm được điểm M tọa độ như vậy. Trong bài giảng hôm nay các em cần lưu ý các kỹ thuật quan trọng. Kỹ thuật thứ nhất, nếu tìm điểm M trên đường thẳng để thỏa mãn một điều kiện min-max thì bài này ngoài phương pháp hình học, các em còn có kỹ thuật giải tích để gọi điểm M một biến rồi khảo sát hoặc dùng máy tính. Bài toán số 2, tìm điểm M trên mặt phẳng thỏa mãn một biểu thức min-max thì các em có hai dạng. Một dạng là các em sử dụng các tính chất tổng hai cạnh, hiệu hai cạnh. Kỹ thuật số 2, các em biến nhiều đại lượng biến thiên về một đại lượng biến thiên bằng việc chọn điểm Y phù hợp. Các em xem bài giảng của các thầy. Nếu còn chỗ nào chưa hiểu, các em sẽ comment ở dưới. Các em thấy bài nào các em còn khó khăn, chuyên đề nào các em còn khó khăn, các em comment dưới. Thầy sẽ gửi tới các em video clip bài giảng về phần đó. Xin chào và hẹn gặp lại các em.